Hello các bạn, có lẽ bây giờ các bạn đã muốn hỏi là con gái thì biết gì về công nghệ đúng không? Thực ra là đúng rồi đấy, tôi chẳng biết gì về công nghệ cả đâu. Nhưng mà lý do ngày hôm nay tôi có mặt ở đây đó chính là muốn chia sẻ với các bạn một thông tin hay ho mà trong quá trình tọc mạch tôi đã phát hiện rồi đấy. Thôi không lao vòng đấy nhá, chúng mình sẽ cùng đến với top 5 laptop ấn tượng và độc đáo nhất nào. Đầu tiên là con máy Acer ROG Model 6. Và tại sao nó lại được xếp ở vị trí thứ nhất thì chúng ta không thể phủ định được rằng nó có một thiết kế thú vị với một bàn phím có thể tháo rời hay là gập lại phù hợp với mọi tình huống khi chơi game khác nhau. Sau thuộc dòng Republic of Game của Acer, ROG Model 6 như một sự thay thế dành cho desktop với phần cứng siêu khủng, CPU Intel Core i9-8950HK, GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 và RAM tối đa lên đến 64GB. Với các tùy chọn bộ nhớ SSD chuẩn NVMe. Đặc biệt thì cả CPU và GPU đều được ép xung, mang lại một sự kỳ vọng về hiệu suất đáng kinh ngạc cho một thiết bị nhỏ gọn như thế. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là Acer Predator Triton 900. Đặc điểm của em này là nó bao gồm một hệ thống bản lề được gia công bằng máy CNC. Và chính vì điều này mà giúp cho anh em có thể đạt được ở nhiều vị trí và chế độ chơi game khác nhau. Cụ thể hơn thì anh em có thể sử dụng như một máy tính sách tay thông thường hoặc lật để chia sẻ màn hình với bạn bè, cũng như một màn hình cảm ứng hay biến nó thành máy tính bảng. Bên cạnh đó, chiếc laptop của Acer sở hữu cấu hình không phải dạng vừa đâu, với CPU GeForce RTX 2080 cùng màn hình GPS 19 inch độ phân giải là 4K cơ đấy. Tiếp theo là Acer ZenBook S13. Đây có thể coi là một chiếc laptop siêu di động với màn hình viền mỏng nhất thế giới, đạt tiêu chuẩn độ bền quân sự, hỗ trợ sạc nhanh này, thời lượng pin ấn tượng lên đến 15 tiếng. Đồng thời với thiết kế mỏng như thế này thì cũng đã mang lại cho ZenBook S13 một vẻ đẹp vô cùng thời trang. Về cấu hình thì ZenBook S13 được trang bị vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 8, các đồ họa rời NVIDIA MX150, RAM tối đa là 16GB và ổ cứng SSD tối đa là 1TB. Tại CES 2019 thì em này chưa có giá bán cụ thể và chắc chắn sẽ không hề rẻ chút nào. Vì thế mà chúng ta không ngạc nhiên là em này sẽ có giá lên tới 1.500 USD. Xếp ở vị trí thứ tư đó chính là Huawei MacBook 13 Ultralight. Đây cũng chính là một thiết bị nhỏ gọn với màn hình 13 inch thôi, nhưng được đặt vừa vặn trong một kích thước của những chiếc laptop 12 inch thông thường. Nó thì ghi điểm với một màn hình có chức năng cảm ứng và tỷ lệ 3:2 hiếm thấy trên các laptop trên thị trường hiện nay. Thông số kỹ thuật của MacBook 13 Ultralight cũng khá tốt, với tùy chọn vi xử lý Intel Core i5-8265U hoặc Core i7-8685U, đồ họa NVIDIA GeForce MX150 và bộ nhớ trong là 512GB. Theo Huawei thì thời lượng pin của máy này có thể đạt lên 10 tiếng, đủ để phục vụ một ngày dài làm việc rồi đấy. Ở vị trí cuối cùng trong top laptop ngày hôm nay thì các bạn có đoán ra được nó là em nào không? Chính là Samsung Notebook Odyssey. Đây là một mẫu laptop chơi game của Samsung có thiết kế vô cùng lạ mắt, với bản lề ở chính giữa khiến phần màn hình trông giống như một chiếc desktop ấy. Còn lại thì các thiết bị đều được làm tối giản. Các góc cạnh hình vuông nhìn cứng cáp nhưng không quá hầm hố như các kiểu laptop chơi game khác. Vì là mẫu này hướng đến nhóm khách hàng chơi game nên Notebook Odyssey sử dụng cấu hình mạnh mẽ, bao gồm vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 8, GPU RTX 2080, RAM lên đến 16GB, màn hình 15.6 inch Full HD có tần số quét là 144Hz, ổ cứng SSD NVMe dung lượng là 256GB và ổ HDD 1TB cùng hệ thống làm mát có 5 ống dẫn nhiệt. Trên đây là top 5 chiếc laptop mà mình mang đến cho các bạn. Và anh em muốn mình chọn cho em nào nữa thì cứ comment bên dưới. Cuối cùng thì cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Laptop nha. Xin chào.